Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đắp chữ thư pháp trên đá. Đây là viên đá mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để làm một tác phẩm cách đắp chữ. Vật liệu là cũng bao gồm mực tọa để thiết kế cái chữ, còn bột thì mình lấy bột của làm nail á, bột nước của thợ nail, liquid tím và powder bột. Mình để mình khi mình thiết kế mình tạo thành một cái dung dịch, tạo thành một cái chất cứng làm chữ. Cái cọ, cái đầu nhọn để mình loại trung bình để mình tạo nét. Rồi chúng ta bắt đầu thiết kế chữ trước. Bắt đầu chúng ta thiết kế cái tác phẩm. Thì trên cái mặt viên đá hoặc là giấy hoặc là gỗ, chúng ta muốn làm nên chất liệu là cũng được. Rồi chúng ta chọn cái chữ để thiết kế nữa lên. Hôm nay mình làm tác phẩm là chữ chữ tâm đi. Đây là cái tác phẩm mình đã thiết kế cái chữ trước xong. Cho nên chúng ta chú ý thêm một số cái chi tiết nữa, đó nghĩa là mình phải chuẩn bị một cái đèn pin nhỏ để khi mình làm mình đội trên đầu nó có cái ánh sáng chi tiết, mình thấy được những cái góc cạnh ở trên đầu. Những cái nhỏ nhỏ nhỏ. Còn bột là bột và nước làm trong cái ngành nail á, làm móng tay móng chân á, làm cái bột giả móng giả đó. Nước này, cái bột này các bạn muốn có thì tìm hiểu ở chỗ mà cái nghề làm móng tay làm móng giả bột nước để mình tạo thành một cái chất cứng. Cái cọ nhọn. Cũng tương đối cứng, lông cứng mình có thể làm được. Mềm quá mình sẽ không có thể đắp bột nó đứng được. Cho nên chuẩn bị cọ loại cứng. Đầu nhọn. Rồi, chúng ta bắt đầu vô chữ.
Nếu mà cái nét, cái chữ mà quá to thì chúng ta có thể dùng cái cọ to để nhúng bột nhiều, đắp vô cho nó nhanh. Nhưng mà nó còn lỏng á, còn chỉnh qua chỉnh lại không nó tuột ra. Tôi phải bên liền. Bột bự bự chút xíu. Mình vuốt. Còn làm tí mí chậm. Màu trắng sau đó mình muốn đổi màu gì thì mình sẽ sơn hoặc làm chỉnh sau. Cứ giờ cái nguyên tắc nó phải làm màu trắng trước, màu trong trước, trong cho màu trắng trong. Cái nét này nó to cho nên buộc nó phải nhô cao lên. Ừ, và mình thấy nó cao lên rồi đó. Cái nó trong thì mình chưa thấy, khi mình lắp lên mình sẽ thấy rõ hơn.
Thank you.